thiết thực chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 78 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tiến tới chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Uông Bí. Ngày 12 tháng 5, Thành đoàn Uông Bí phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố tổ chức hội thi họa mi vàng năm 2019. Với chủ đề Thiếu nhi Quảng Ninh vang ca tiếng hát ước mơ, 11 hội đồng đội xã phường đã mang đến hội thi 46 tiết mục văn nghệ đặc sắc thuộc các thể loại hát, múa, nhảy. Để chuẩn bị cho hội thi năm nay, em và các bạn đã tập luyện hăng say, chăm chỉ và quyết tâm đạt được giải cao ạ. Trong một khoảng thời gian nửa tháng thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức trong công tác phối hợp giữa ban giám hiệu hai trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn, từ đó là chọn lựa các cái đối tượng là học sinh có năng khiếu múa hát, và sau đó là thành lập cái đội tuyển. Thì xuyên suốt cái chủ đề của năm nay là thiếu nhi Quảng Ninh vang ca tiếng hát nước mơ, thì chúng tôi cũng lựa chọn là thiếu nhi của Uông Bí học tập và làm theo lời Bác, rèn trí luyện tài, hội nhập và phát triển. Qua giọng hát hay truyền cảm của các em thiếu nhi, các tiết mục mang âm hưởng chung ca ngợi Bác Hồ, quê hương đất nước, phác họa ước mơ tuổi hồng hồn nhiên trong sáng, đồng thời mang màu sắc nghệ thuật đa dạng. Nhiều đội sử dụng loại hình nghệ thuật dân gian làm chất liệu chính. Đặc biệt, điểm mới năm nay, chương trình có sự tham gia của nhiều tiết mục khiêu vũ thể thao, nhảy hiện đại, sôi động, được đông đảo khán giả cổ vũ. Thể loại của con là thể loại khiêu vũ bachata. Được mang nó đến với họa thi họa mi vàng ngày hôm nay, con cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc khi được khán giả đón nhận ạ. Chất lượng nghệ thuật năm nay đã được nâng cao lên rất nhiều so với những năm trước, từ chương trình được dàn dựng cho đến chất lượng các tiết mục, cho đến múa phụ họa, rồi là trang phục của các cháu đều được nâng lên rất nhiều. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 20 giải A, 20 giải B và 6 giải C cho các tiết mục xuất sắc. Giải nhất toàn đoàn được trao cho hội đồng đội phường Quang Trung, giải nhì thuộc về các đoàn Phương Đông, Trương Vương, giải ba là các đoàn Thanh Sơn, Yên Thanh, Phương Nam, giải khuyến khích thuộc về phường Vàng Xanh, Bắc Sơn, Nam Khê và xã Thượng Yên Công. Ban tổ chức cũng lựa chọn 5 tiết mục tiêu biểu tham dự hội thi họa mi vàng cấp tỉnh diễn ra vào tháng 6 năm 2019. Hội thi họa mi vàng thành phố Uông Bí năm 2019 là hoạt động bổ ích nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào về mảnh đất con người và quê hương vùng mỏ, quê hương Uông Bí cho thế hệ măng non, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Từ sân chơi này, góp phần phát hiện bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường.